Hello anh em đã quay trở lại với Gunny Mobile và với ai thứ bao nhiêu nhỉ? Ai 2 mấy nhỉ? Quên sửa mất rồi, tí xong mới biết. Ai 21. Ma nó ngồi bên cạnh tôi nó bỏ ai 21. Dòng. À, up đồ cho mạnh lên rồi vào đây chiến đấu. Úi tạt cả up đồ lại đúng rồi, mọi mày chết rồi. Vớ vẩn. Tao đi ra đây ra đúng. Một con rồng còi, hai con rồng còi, ba con rồng còi, bay với ai? Hai mấy? Xin chúc mừng Thanh Tiến lại không đọc được. Ở đây xin chúc mừng Thanh Tiến đã trùng sinh lần thứ 9 thành công, công lực đã tăng lên tầm cao mới. Dragon khổng lồ. Đây xem nào, 3 4 1 4, 50 năm có tới không? Sao đấm đúng mõm nó rồi mà không trúng anh em ạ? Và mõm nó rồi mà không trúng. Ô cái thằng mõm này khi cái gì mai khi rồng này bay ra đêm gì đánh tàu à? Tôi cầm trên nó quạt 182 máu ăn thua chết rồi, không đồng chấp lên. 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5. Mày có trúng không? Khó hiểu nha. Hai bắn vào mũi nó không được, phải bắn vào đầu nó. Chắc là mình phải bắn vào đầu nó rồi anh ạ. À đau thế nhỉ? Thằng này, thằng rồng khốn nạn này. Bắn vào đầu thì bắn vào đâu? Giảm được xuống 3 4 4 1. Bầu 40. Đồ khó hiểu nha. Tiếp tục lại. Mày bắn này, mày đánh đi. Mày đánh tao nữa đi. Đánh mạnh mà. Khè gớm. Vút ai? À là vút rồng à. Vút rồng trong liên minh huyền thoại trong đây không có nha. Cứ khèn lửa kìa. Trúng đầu đi. Mày này đúng rồi. Tôi biết ngay đánh đỉnh đầu mày chết đi con lợn. Đồ con lợn. Tưởng không ăn được, vẫn ăn được. Vâng, hẹn gặp lại em trong anh em trong ít phút nữa chúng ta quay trở lại với Gunny Mobile. À còn sorry anh em, là Gunny PC. PC. Phu. Mình xấu dài vãi.